Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, được sự trợ duyên của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Quý vị thân mến, vậy là những ngày đầu tháng 9 âm lịch đã đi qua. Trong ngày 5 tháng 9 âm lịch này, vận đen vẫn tiếp tục bủa vây những con giáp này. Họ là những con giáp xui xẻo vô cùng, ngồi không ở nhà cũng bị vận xui đeo bám, ra đường gặp họa thị phi, trong công việc luôn bị đồng nghiệp chơi xấu, chuyện tình cảm vợ chồng tan nát, điêu đứng trong ngoài không yên, tiền bạc thì mất sạch, thậm chí giàu có đến đâu thì cũng phải bán nhà trả nợ. Xin mời quý vị cùng theo dõi để biết được đó là những con giáp nào và bạn có nằm trong những con giáp đen đủi này hay không. Giáp gặp tai họa xui xẻo đủ đường đầu tiên trong ngày hôm nay là những người tuổi Hợi. 1. Tuổi Hợi. Theo dự báo của các chuyên gia tâm linh học cho biết, ngày hôm nay những người tuổi Hợi có cảm giác loay hoay mãi mà không thể nào tìm ra được lối thoát cho bản thân. Bên cạnh đó lại có thêm thiên quan chiếu mệnh, lại càng khiến tình cảm thấy bế tắc. Bạn nên tìm cho không gian riêng của mình, tránh xa người tiêu cực vì họ sẽ khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn. Hơn nữa bên cạnh đó bị cục diện thổ thủy xung khắc nên nhắc nhở bản thân cần kiểm soát tính khí nóng giận. Nếu bạn cứ bốc đồng như thế sẽ chỉ khiến gây hỗn loạn trong gia đình mà thôi. Hãy tránh xa tác nhân khiến bạn nổi cơn thịnh nộ, hít thở sâu để bình tĩnh lại. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Hợi 1995 mệnh hỏa, không đánh đồng mọi việc như nhau. Tuổi Đinh Hợi 1947 và 2007 mệnh thổ, thấy được tín hiệu tích cực trong khó khăn. Tuổi Kỷ Hợi 1959 mệnh mộc, tránh nói xấu sau lưng người khác. Tuổi Tân Hợi 1971 mệnh kim, dễ bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Tuổi Quý Hợi 1983 mệnh thủy, nên biết bao dung cho người khác. Để tăng cường may mắn trong ngày hôm nay, bạn cần phải mang theo những màu sắc cát tường là màu đen và màu trắng. Bên cạnh đó cần tìm chơi với những người tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Mùi, đó là những tuổi quý nhân của bạn. Con giáp xui xẻo gặp họa liên tiếp theo trong ngày hôm nay là những người tuổi Sửu. 2. Tuổi Sửu. Theo các bậc thầy tử vi cho biết, ngày hôm nay do cục diện thương quan lâm mệnh, dự báo có nhiều bất mãn và bực bội đối với con giáp tuổi Sửu. Dường như bạn đang cố gắng hoàn thành công việc nhưng sự vội vàng, hấp tấp gây ra những sai lầm ngớ ngẩn. Bản mệnh nên nhắc nhở bản thân rằng, chậm mà chắc là sẽ tốt hơn. Để tránh việc hậu quả bị giảm sút, hãy chậm lại và tìm kiếm sự giúp đỡ, tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm. Khó khăn hiện tại không đáng lo như bạn nghĩ, quan trọng là bạn tìm đúng người có chuyên môn cao. Bên cạnh đó, thổ khí vượng tác động không nhỏ đến sức khỏe của bản mệnh. Đi xuống, nhất là với những điều kiện thời tiết độc hại như hiện nay, thì ai đang có bệnh sẽ luôn trong trạng thái mệt mỏi. Bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn nhé! Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Sửu 1985 mệnh kim, tính cách của bạn mới tạo nên số phận. Tuổi Đinh Sửu 1997 mệnh thủy, được thưởng thức những món ăn ngon. Tuổi Kỷ Sửu 1949 mệnh hỏa, tránh thái độ chỉ trích người khác. Tuổi Tân Sửu 1961 mệnh thổ, có những lời hứa hẹn khiến bạn dễ tin. Tuổi Quý Sửu 1973 mệnh mộc, nói trước cẩn thận, bước không qua. Để tăng cường may mắn trong ngày hôm nay, bạn cần phải mang theo những màu sắc cát tường là màu vàng và màu trắng. Bên cạnh đó cần tìm chơi với những người tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Tỵ, đó là những người tuổi quý nhân của bạn. Xem đến đây chắc hẳn quý vị đang có những thắc mắc, không biết con giáp tiếp theo có rơi trúng mình hay không. Các bạn hãy yên tâm, nếu bạn không thuộc con giáp này thì xin chúc mừng bạn. Con giáp xui xẻo thứ ba là những người tuổi Ngọ. 3. Tuổi Ngọ. Các chuyên gia tử vi học cho biết trong ngày hôm nay bị vận kiếp tài, nhắc nhở tuổi Ngọ chớ nên tin người quá. Đây cũng là giai đoạn của sự chắt lọc, phân tích, khám phá. Trong quá trình đó bạn có thể cảm thấy cô độc và lạc lõng, nhưng hãy nghĩ rằng điều này có thể giúp bạn tập trung vào mục tiêu riêng. May mắn một chút là có tam hợp xuất hiện đã mang lại cho người tuổi Ngọ độc thân có niềm tin hơn trong chuyện tình cảm. Những cặp đôi đang lên kế hoạch hẹn hò riêng tư để nuôi dưỡng cảm xúc lứa đôi. Tác động của ngũ hành tương sinh giúp cho bạn tỉnh táo hơn, các vấn đề sức khỏe được giải quyết, mang đến cho bạn cảm giác thư thái và thoải mái.
Nhiều người đã biết cách cân bằng lại cuộc sống, tránh suy nghĩ tiêu cực để hóa giải vận đen và chiêu mười may mắn trong thời gian này. Những gia chủ tuổi Ngọ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp cho thân mệnh vững chắc, chiêu mười quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Giáp Ngọ 1954 mệnh Kim nên học cách kiên nhẫn hơn nhé. Tuổi Bính Ngọ 1966 mệnh Thủy, tránh xa những người sống tiêu cực. Tuổi Mậu Ngọ 1978 mệnh Hỏa, bạn được nâng đỡ nên tự tin hơn. Tuổi Canh Ngọ 1990 mệnh Thổ, đôi khi thẳng thắn quá là không tốt. Tuổi Nhâm Ngọ 1942 và 2002 mệnh Mộc, mối quan hệ đôi lứa tốt đẹp. Để tăng cường may mắn trong ngày hôm nay, bạn cần phải mang theo những màu sắc cát tường là màu tím và màu đỏ. Bên cạnh đó cần tìm chơi với những người tuổi Mùi, tuổi Dần và tuổi Ngọ, đó là những tuổi quý nhân của bạn. Con giáp xui xẻo thứ tư trong ngày hôm nay không thể bỏ qua là những người tuổi Tỵ. 4. Tuổi Tỵ. Các chuyên gia tử vi học cảnh báo, những người tuổi Tỵ hôm nay có thể phải tập trung xử lý các tranh chấp trong ngày do lâm vào vận tỷ kiên gây hại. Bạn luôn luôn cảm thấy khó khăn khi đầu óc rối như tơ vò. Khi cần được hỗ trợ thì không nên chần chừ quá lâu, bạn nên nhờ người khác giúp đỡ luôn đi nhé. May mắn hơn một chút với những gia chủ tuổi Tỵ do được ngũ hành tương sinh mang lại tín hiệu tốt liên quan tới tài chính, thu thập hứa hẹn sẽ gia tăng. Nhất là những ai đang có công việc làm thêm thì lúc này đang có nguồn tiền đổ về. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Tỵ 1965 mệnh Hỏa, tự tin hơn khi thể hiện cá tính của mình. Tuổi Đinh Tỵ 1977 mệnh Thổ, hãy dành thời gian kiểm điểm bản thân. Tuổi Kỷ Tỵ 1989 mệnh Mộc, có cảm giác cả thèm chóng chán. Tuổi Tân Tỵ 2001 mệnh Kim, bạn đang bỏ qua chi tiết quan trọng. Tuổi Quý Tỵ 1953 và 2013 mệnh Thủy, không nên đánh giá ai qua bề ngoài. Để tăng cường may mắn hơn trong ngày hôm nay, bạn cần phải mang theo những màu sắc cát tường là màu hồng và màu đỏ. Bên cạnh đó cần tìm chơi với những người tuổi Thân, tuổi Dậu và tuổi Sửu. Đó là những quý nhân giúp cho bạn. Con giáp cuối cùng xui xẻo trong ngày hôm nay đó là những người tuổi Mùi. 5. Tuổi Mùi. Quý vị thân mến, các chuyên gia tử vi thần số học đưa ra cảnh báo với những người tuổi Mùi trong ngày hôm nay do gặp phải cục diện thương quan lâm mệnh, khiến cho những người tuổi Mùi chẳng thể nghĩ được việc gì rõ ràng. Lúc này bạn nên tránh làm việc quá sức, gây căng thẳng cho bản thân và để cuộc sống cá nhân chịu tác động. Hôm nay nên tránh xa quyết định quan trọng, gây ảnh hưởng tới nhiều người. Bên cạnh đó, thổ khí vượng khuyên bản mệnh nên giữ gìn sức khỏe trong thời gian này. Chỉ khi có sức khỏe bạn mới đủ sáng suốt theo đuổi đam mê của mình. Trong ngày hôm nay, do bị ảnh hưởng của hình hại, đặc quyền nên có thể bạn bị yếu thế trong một cuộc đối đầu. Nếu bạn đang trong cuộc tranh giành với một nhân vật có quyền lực nào đó, ngày hôm nay cứ để họ thắng, có khi lại tốt hơn. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Mùi 1955 và 2015 mệnh Kim, cẩn thận kẻ tiểu nhân giở trò hãm hại. Tuổi Đinh Mùi 1967 mệnh Thủy, khó tránh khỏi xui xẻo trong ngày hôm nay. Tuổi Kỷ Mùi 1979 mệnh Hỏa, không nên vội vàng bắt chước người nhà. Tuổi Tân Mùi 1991 mệnh Thổ, hãy chủ động hơn trong chuyện tình cảm. Tuổi Quý Mùi 1943 và 2013 mệnh Mộc, hãy thành thật với cảm xúc của mình. Để tăng cường may mắn trong ngày hôm nay, bạn cần phải mang theo những màu sắc cát tường là màu nâu và màu xám. Bên cạnh đó cần tìm chơi với những người tuổi Ngọ, tuổi Mão và tuổi Hợi. Đó là những người tuổi quý nhân của bạn. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 5 con giáp xui xẻo nhất trong ngày 5 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chia sẻ cảm thông với quý vị nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của quý vị hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!